Rau xanh không chỉ là thực phẩm chứa nhiều vitamin, khoáng chất mà còn là nguồn bổ sung chất xơ giúp hạn chế tình trạng táo bón ở bé. Nhưng không phải bé nào cũng thích ăn rau. Vậy ba mẹ phải làm sao để bé thích thú với các món rau? Hãy thử một lần lắng nghe cơ thể của con để tìm ra một giải pháp thực sự nhé! Trẻ từ 3 tuổi trở xuống không thích ăn rau xanh là hiện tượng phổ biến bởi ở độ tuổi này các bé thích những màu sáng và vui mắt. Đối với chúng, màu xanh lá cây là màu đáng chán nhất. Ngoài ra, có thể bé không thích ăn những thức ăn quá cứng và khó nuốt. Trẻ không chịu ăn rau cũng có thể ảnh hưởng đến một số hoạt động và chức năng của cơ thể, bao gồm táo bón, thiếu vitamin, giảm khả năng miễn dịch và tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch. Mỗi bé lại có sở thích ăn rau khác nhau, có bé thích ăn rau chín nhừ, có bé thích rau thái sợi, hay có bé lại bị mê hoặc bởi những loại rau củ nhiều màu sắc. Chỉ cần hiểu ý thích của con, mẹ sẽ có những cách chế biến món rau củ vừa ý với bé nhà mình. Chắc chắn khi đó, bé sẽ không còn lắc đầu từ chối những món rau đúng sở thích nữa. Đây có lẽ là cách được rất nhiều mẹ áp dụng để dụ con ăn nhiều rau. Nếu bé thích trứng, mẹ hãy băm nhỏ rau củ, trộn cùng trứng rồi rán lên cho bé thưởng thức. Những món canh rau củ hỗn hợp cũng là gợi ý tuyệt vời, vừa lạ miệng vừa giúp bé bổ sung nhiều chất dinh dưỡng hơn. Trẻ em là độ tuổi thường bị phân tâm và thu hút bởi các màu sắc và hình dạng bắt mắt. Các mẹ có thể cắt tỉa các loại rau củ quả thành các hình dạng ngộ nghĩnh đáng yêu, sau đó sắp xếp lại để thu hút bé. Hãy cho bé tham gia chuẩn bị bữa ăn với các việc vừa sức của bé như rửa rau, nhặt rau, rửa các loại củ quả, tạo hình thức ăn. Mẹ sẽ ngạc nhiên lắm khi trong bữa ăn, bé cố gắng tìm những miếng cà rốt do chính bản thân tự tạo hình và ăn một cách đầy ngon lành ấy. Các mẹ không nên ép buộc khi bé từ chối ăn rau nhé, bởi đây chính là sai lầm khiến bé càng ghét ăn rau hơn. Ngoài ra, bố mẹ nên tích cực ăn nhiều rau để bé nhìn vào học tập và nhận biết được rằng rau rất tốt và cần thiết cho sức khỏe. Là lĩnh vực trọng điểm của Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, chuyên khoa nhi dinh dưỡng luôn mang lại sự hài lòng cho quý khách hàng và được các chuyên gia trong ngành đánh giá cao. Bệnh viện quy tụ một đội ngũ y bác sĩ giỏi với trình độ chuyên môn, tay nghề cao, cùng với hệ thống trang thiết bị y tế tiên tiến, hiện đại, theo tiêu chuẩn Hàn Quốc để bố mẹ chăm sóc sức khỏe cho bé từ khi lọt lòng đến tuổi trưởng thành. Để đăng ký khám nhi dinh dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, quý khách hàng vui lòng liên hệ tới bệnh viện theo số điện thoại 1900 599 858 hoặc hotline 0915850770. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ và ấn subscribe kênh YouTube của Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn để cùng cập nhật thêm nhiều video về y tế và kiến thức chăm sóc sức khỏe khác.